dạ kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoàng à, thưa hai tiến sĩ rất là thân thương Vì Tuyết Phượng Tuyết Phượng mà em cứ kêu là Thúy Phượng hoài à em đổi tên người ta không à và tiến sĩ Trần Hòa à, là hôm nay rất là vui khi gặp lại quý đồng nghiệp trong một cái chuyên đề khá là mới ha à, nói chung mình cũng đã nói về chuyên đề khá là nhiều nhưng mà hôm nay là cái bài của mình gần như là những tập hợp những cái gì mới nhất trong năm 2022 và 2023 à, và những cái những cái chứng cứ mà mạnh nhất là những cái meta-analysis dựa vào cái RCT là mạnh nhất à, nếu không có cái meta-analysis mới thì mình sẽ dựa vào những cái nghiên cứu cô học hoặc những cái nghiên cứu mà liên quan mới trong năm 2023 để mình hiểu hơn về cái thuốc ức chế bơm proton à, chúng ta biết là PPI đã được sử dụng trong 3 thập kỷ rồi à, và hầu như là chúng ta sử dụng rất là nhiều trong những cái bệnh lý liên quan đến sự tăng tiết axit hoặc thậm chí không có tăng tiết axit chúng ta cũng sử dụng để phòng ngừa và đây được xem là một trong những thuốc mà được sử dụng nhiều nhất hiện nay và sử dụng kéo dài nhất trên thế giới. Và khi chúng ta sử dụng kéo dài như vậy á, thì không phải bản thân chúng ta mà cả bệnh nhân đều lo lắng rằng là liệu chúng ta sử dụng như vậy thì tác dụng phụ và biến chứng nó như thế nào. Và đây là cái chứng cứ cho đến 2023 các quý vị, các anh chị nhớ bắt chước quý vị của Trần Hòa rồi. Các đồng nghiệp nhớ là chỉ đến 2023 thôi. Còn sau đó nó phát hiện ra cái gì nữa là cái chuyện của sau đó nha. Thành ra mình sẽ cập nhật hết tất cả những cái gì mới nhất trong thời gian đây. Thì về nội dung chúng ta sẽ có ba phần rất là rõ. Thứ nhất là vấn đề lợi ích khi chúng ta sử dụng tại sao chúng ta phải sử dụng kéo dài và những cái đối tượng nào thì sử dụng kéo dài. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng dài như vậy á thì cái nguy cơ nó như thế nào? Và nếu nó có nguy cơ thì chúng ta tiếp cận nó như thế nào để chúng ta giảm cái nguy cơ mà chúng ta sợ. Thì phần đầu tiên đó là vấn đề lợi ích. Thì đây là một cái tạp chí khá là nổi tiếng ở Anh. Họ mới cuối năm 2022 thôi thì họ làm một cái nghiên cứu khá là lớn trên gần hơn 13.000 người sử dụng hơn nhiều lắm, chắc là tổng cộng là 23.000 người về vấn đề sử dụng PPI thì những người ta nhận thấy rằng là đối với cái chỉ định của PPI á, đa số nó tập trung nhiều nhất vào hai cái, đó là chúng ta điều trị những cái rối loạn tiêu hóa trên ví dụ như là khó tiêu chức năng loét hoặc là dược hắc hoặc là do gợt do trào ngược vân vân và một cái chỉ định thứ hai đó là phòng ngừa loét phòng ngừa loét khá là nhiều đứng hàng thứ hai và cả hai cái này vừa phòng ngừa vừa điều trị à, và cái thực sự ra cái số mà không có chỉ định á, là nó chiếm đến 13.000 người tức là cái số này nó chiếm cũng gần là gần gần làm hơn 1 phần 3 gần 1 phần 2 có nghĩa là cái số lượng bệnh nhân sử dụng PPI á, mà không đúng chỉ định á, nó chiếm gần một nửa so với cái chỉ định đúng mà hiện nay sử dụng. Như vậy rõ ràng là chúng ta đầu tiên chúng ta phải xem lại cái chỉ định của PPI khi nào là chúng ta chỉ định và thời gian khi nào chúng ta sử dụng, thời gian bao lâu và khi nào chúng ta là kéo dài. Cái câu đầu tiên mà các đồng nghiệp hay hỏi tôi là thế nào gọi là sử dụng kéo dài? Mình cứ xài một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần có thể là kéo dài hay không? Thì may mắn là tôi tìm được rất là hiếm có cái định nghĩa về sử dụng kéo dài thì đây là cái định nghĩa mới năm 2022 cũng trên cái tạp chí của của uh, tức là của anh á là họ định nghĩa rằng là gọi là dài hay là mãn tính khi chúng ta sử dụng trên 180 liều xác định hàng ngày theo đơn vị năm và nếu mà họ tính như vậy nếu chúng ta sử dụng là một liều một ngày thôi á thì gọi là dài là khi trên 6 tháng trên 6 tháng tính một ngày ba một, một tháng 30 ngày nhưng nếu chúng ta sử dụng hai liều hai viên một ngày chúng ta sử dụng sáng chiều thì là dài là chỉ trên 3 tháng thôi trên 3 tháng là dài như vậy chúng ta hiểu khi sử dụng kéo dài thì nó có nguy cơ gì là khi chúng ta sử dụng trên 180 liều có nghĩa là 3 tháng nếu mà hai lần một ngày hoặc là 6 tháng nếu một lần một ngày thì chúng ta nhìn lại ha cái này nó rõ hơn trong một cái vòng tròn sử dụng trên 23.000 người á thì chúng ta thấy cái nhóm mà không có chấp nhận là phải sử dụng thì nó chiếm đến 56%. Có nghĩa là chúng ta sử dụng PPI quá mức à, quá mức chỉ định, trong khi hai cái chỉ định thông thường vẫn là những cái rối loạn tiêu hóa trên và thứ hai nữa là phòng ngừa loét. Cái phòng ngừa loét chúng ta thấy nhiều lắm, đa số là phòng ngừa do NSAID là nhiều nhất. Tuy nhiên bên cạnh NSAID còn một số thuốc nữa mà người ta cho phép chúng ta phòng ngừa ha, kể cả aspirin liều thấp thì chúng ta xem lại vào năm 2017 chúng ta có một cái FDA, có FDA nó chấp nhận những cái chỉ định sử dụng PPI và thời gian sử dụng cái này khá là cũ tuy nhiên tôi tìm những cái mới của FDA thì chưa có có thì đối với loét tá tràng và loét dạ dày cấp cấp nha quý vị thì là 4 đến 8 tuần tuy nhiên chúng ta biết những trường hợp mà loét mảng á, hoặc loét sơ chai á, thì đôi khi đối với dạ dày chúng ta phải sử dụng đến 12 tuần những trường hợp mà loét chúng ta duy trì đối với những cái ổ lét nó lành rồi á, thì người ta không có rõ là chúng ta phải sử dụng bao lâu những trường hợp gợt có triệu chứng á, thì là 4 8 tuần hiện nay thì hầu hết các gai lai là 8 tuần lễ ha riêng châu Á Thái Bình Dương mình có một cái gai lai đối với gợt nhẹ là 4 tuần lễ sau đó chúng ta xem xét chúng ta giảm liều ngân hoặc là duy trì đối với những cái viêm trào ngược do thực quản á, thì tùy chúng ta có thể 4 đến 8 tuần nhưng mới đây đối với những cái trào ngược mà CD á, LACD á, là là cái trào ngược mà nó nặng á, thì chúng ta đôi khi phải duy trì mà không có thời gian biết bao lâu hết à, đây là những cái chỉ định sử dụng kéo dài đó hội chứng joliger ellison thì chúng ta biết rồi gần như xài suốt đời ha xài suốt năm thì nó tăng tiết axit rất là dữ phòng ngừa loét phòng ngừa loét dạ dày do enset thì tùy thời gian sử dụng enset nếu chúng ta sử dụng enset bao lâu thì chúng ta sử dụng ppi bấy lâu vậy thôi à, như vậy chúng ta thấy rõ ràng nó có ba cái bệnh lý mà cho phép chúng ta sử dụng PPI kéo dài Đó là gợt Trong cái gợt đặc biệt là trào ngược mà có gây loét thực quản ở mức độ CD Thứ hai, jolinger thì chúng ta ít gặp rồi Thứ hai đó là chúng ta phòng ngừa NSAID Phòng ngừa NSAID là có thể sử dụng rất là kéo dài Thường là chỉ có chừng đó những cái mà chúng ta phải sử dụng kéo dài thôi Thì chúng ta nói đầu tiên về gợt về gợt thì đây là cái khuyến cáo của American College of Gastroenterology tức là trường mô tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2022 là cái khuyến cáo về gợt là mới nhất. Thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân gợt mà đòi hỏi phải duy trì. Duy trì có nghĩa là chúng ta sử dụng một liều tấn công thường là 8 tuần rồi. Chúng ta ngưng thì bệnh nhân lại tái phát. Chúng ta ngưng bệnh nhân lại tái phát thì chúng ta phải duy trì. Thì có hai cách duy trì hoặc là duy trì theo kiểu là on demand có nhu cầu xài hoặc là là duy trì theo cái kiểu là sử dụng liều thấp kéo dài thì những trường hợp này á, thì chúng ta nên sử dụng liều thấp nhất mà nó kiểm soát được triệu chứng và đặc biệt trong những trường hợp chúng ta cần phải duy trì để làm lành cái viêm trào ngược thực quản ở mức độ cd thì đây là một cái chỉ định đầu tiên thứ hai á, là những trường hợp mà chúng ta duy trì thuốc ppi chúng ta cần phải duy trì và những bệnh nhân mà gợt lacd tức là trên hình ảnh nội soi họ trả lời là lacd thì hoặc là chúng ta sử dụng những cái thủ thuật phẫu thuật can thiệp hoặc là chúng ta sử dụng kéo dài luôn, thời gian kéo dài là không có rõ ha. Người ta nghiên cứu người ta đây là những nghiên cứu lâu rồi, bây giờ tìm cái mới không thấy thì họ thấy rằng đối với những trường hợp mà gợt có biến chứng, ví dụ như có hẹp thực quản, à, có viêm thực quản thì đôi khi chúng ta sử dụng kéo dài thậm chí 12 tháng luôn á thì chúng ta có thể ngăn ngừa cái sự tái phát à, lên đến à, so với H2, đối với ức chế thụ thể H2 gấp đôi, thường thường là gấp đôi một trong những cái bệnh biến chứng của gợt đó là barret barret thực quản thì có barret thường thường là mình nói đến barret đoạn dài thôi chứ đoạn ngắn nó không nguy hiểm nó không có nguy cơ ung thư nhiều đối với barret đoạn dài ấy, thì nó có một cái nguy cơ nó là sang thương tiền ung thư mà do đó nó có thể có nguy cơ tiến triển đến ung thư thì người ta khuyến cáo là phải sử dụng ppi kéo dài để giảm cái nguy cơ trên bệnh nhân barret thì ở đây chúng ta thấy họ làm một cái meta analysis và họ thấy rất là nhiều thuốc thời gian theo dõi là có thể lên đến 4 năm thì trong những cái thuốc này thì có hai thứ thuốc chúng ta thấy là cái hiệu quả, tức là cái hazard ratio của nó càng thấp, có nghĩa là cái khả năng mà giảm càng tốt, đó là cái panto và rabebrazone là 0,08 cái hazard ratio và có ý nghĩa thống kê. Và bên này là hazard ratio hiệu chỉnh thì là 0,12. Và cái thời gian người ta thấy rằng là nếu sử dụng kéo dài trên 4 năm thì cái nguy cơ ung thư nó còn giảm hơn nữa. Như vậy chúng ta thấy đối với Barrett đoạn dài thì chúng ta phải sử dụng BBI kéo dài ha, đôi khi phải sử dụng rất là dài luôn để phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài có nguy cơ và trên bệnh nhân có nhiễm H. Pylori, đôi khi nó làm tăng nguy cơ ung thư của dạ dày mà ung thư dạ dày thì cái tỷ lệ nó cao hơn so với thực quản cái phần này mình sẽ trình bày sau. Mình qua một cái chỉ định nữa là phòng ngừa loét do NSAID ở đây bao gồm cả aspirin liều thấp, liều thấp luôn. Thì đây là một cái meta analysis cho thấy rằng là có khá là nhiều thuốc có khá là nhiều thuốc để phòng ngừa nó gọi là protection tức là cái thuốc để bảo vệ dạ dày mà chúng ta hay nói đó để phòng ngừa thì chúng ta xem tại sao có quá nhiều thuốc như vậy nhưng hiện nay chỉ focus vào trong cái thuốc ức chế bơm proton thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái meta analysis bao gồm cả prostaglandin bao gồm cả ức chế thụ thể H2 hoặc là những thuốc bảo vệ dạ dày khác những thuốc bảo vệ dạ dày khác chúng ta có ví dụ như là bismuth này đúng không hoặc là chúng ta có những cái thuốc khác uh, ví dụ rồi mai bây giờ chúng ta sử dụng cũng khá là nhiều hoặc là xuyên grafat vân vân thì người ta nhận thấy rằng cái ức chế bơm proton vẫn là cái thuốc cho odds ratio thấp nhất odds ratio là 0,21 có nghĩa là nó giảm nguy cơ loét biến chứng của loét lên đến 79% cao hơn so với tất cả các thuốc khác nếu chúng ta xét xuống trục dọc và đây cũng là một cái meta analysis năm 2021 cho thấy vấn đề phòng ngừa loét do NSAID lý do tại sao chúng ta chọn PPI. Trước đây chúng ta phòng ngừa đôi khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2 vì nó rẻ tiền và chúng ta sợ những cái biến chứng do ức chế bơm proton nó gây ra. Thì chúng ta thấy rằng là đối với ức chế bơm proton thì cái odd ratio nó vẫn nghiêng về cái cánh sử dụng ức chế bơm proton hơn so với ức chế thụ thể H2. Có nghĩa ra cái odd ratio của nó nó có khả năng giảm loét do NSAID lên đến 52% cao hơn, cao hơn 52% so với chúng ta sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2. Chúng ta xem những nguy cơ nào mà có thể đưa đến những cái biến chứng tiêu hóa do sử dụng thuốc NSAIDs bao gồm các aspirin liều thấp. Đây là một cái cái nguy cơ mà trong 2021 khá là mới đó, thì chúng ta biết là cái tuổi 65. Trước đây người ta để cái tuổi 75 nhưng bây giờ người ta rút xuống rồi, cái tuổi mà có nguy cơ là 65 và được xem đó là một cái nguy cơ chính luôn. Có nghĩa bây giờ cái automatic bệnh nhân tới với mình trên 65 tuổi không cần thêm một yếu tố nguy cơ nào nữa. Chúng ta có quyền sử dụng PPI phòng ngừa trên bệnh nhân sử dụng NSAID. Các thầy cô nhớ rằng là, các anh chị nhớ rằng là khi sử dụng NSAID, bệnh nhân không có triệu chứng đau dạ dày đâu. Hầu hết không có triệu chứng đau. Họ đến vì xuất huyết, họ thường thang với chúng ta là đầy hơi khó tiêu là nhiều hơn. Họ không có đau. Do đó nếu chúng ta chỉ hỏi có đau dạ dày không, bệnh nhân trả lời không, chúng ta không phòng ngừa. Sau đó họ đến cơ sở khác vì chảy máu tiền căng loét đặc biệt có biến chứng như xuất huyết hoặc là thủng là là được gọi được xem như là yếu tố nguy cơ cực cao trong vấn đề chảy máu tái phát sử dụng đồng thời với thuốc kháng kết tập tiểu cầu nếu đã xài aspirin cộng thêm kháng kết tập tiểu cầu nguy cơ chảy máu nó tăng gấp 3 đến 4 lần thuốc chống đông corticosteroid và đặc biệt SSRI là thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin một số thuốc nó có tác dụng gây nặng thêm cái loét của mình bệnh nặng nhiễm S. pylori cái này là cái chúng ta hay quên kể cả bác sĩ tim mạch và bác sĩ khớp điều trị chỉ phòng ngừa bằng cách PPI thôi mà quên mất rằng cái quan trọng nhất là phải diệt cho được S. pylori vì nếu chúng ta không diệt S. pylori thì cho dù chúng ta phòng ngừa PPI vẫn có nguy cơ loét và chảy máu lý do hai yếu tố gây loét hiện nay đứng hàng đầu là S. pylori và NSAID các thầy cô mình phải luôn luôn nhớ cái này do đó các bác sĩ khớp và các bác sĩ tim mạch khi sử dụng aspirin hoặc NSAID kéo dài nên tầm soát và nếu S. dương tính thì nên gửi hoặc mình điều trị dược luôn hoặc là mình gửi bác sĩ tiêu hóa. NSAID mà cái nhóm không phải chọn lọc cấp 2 thì nó nguy cơ gây loét cao hơn. Ví dụ Nasprosen là cái thuốc rất ưu tiên trên tim mạch đúng không ạ? À, hơn Endomethacin, hơn Diclofenac, hơn Ibuprofen, Rofecoxib và cuối cùng là Celecoxib là thuốc ức chế cấp 2 chọn lọc ít nguy cơ lên đường tiêu hóa nhiều nhất, liều cao và sử dụng kéo dài, đó là những yếu tố nguy cơ. Đây là tổng hợp những khuyến cáo hiện nay liên quan đến vấn đề bảo vệ bằng PPI trên bệnh nhân sử dụng NSAID. Cái khuyến cáo lâu đời nhất nhưng mà nó khá là rõ ràng nhất là của ACG năm 2029. Họ nói những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao hoặc trung bình cao là có một yếu tố chính hoặc là hai yếu tố phụ. Đây là những cái yếu tố họ liệt kê ra trong đó tuổi cũng là từ 65 chứ không phải 75 nha. NSAID liều cao sử dụng cộng đồng thời vừa aspirin cộng với NSAID cortico hoặc thuốc kháng đông. Những bệnh nhân này là yếu tố nguy cơ. Và đây cũng là, dưới đây là hầu hết là các khuyến cáo của các tổ chức liên quan đến tim mạch. Đến với tim mạch thì họ ít đề cập đến cái vấn đề nguy cơ của tiêu hóa mà họ thường tập trung vào nguy cơ chảy máu nhiều hơn và cái thủ thuật nó là cái gì trong cái này là nguyên cái này là một cái cụm của các hiệp hội liên quan đến tim mạch năm 2010 thì họ có nói đến cái vấn đề diệt trừ S. -pylori. họ có nói đến vấn đề này mình phải cần phải lưu ý nguy cơ của nó cũng tuổi cũng tuổi cũng là liên quan đến sử dụng thuốc kháng đông steroid vân vân ESC cũng là của tim mạch ha là trên bệnh nhân sử dụng kháng cái tập tiểu cầu là họ phòng ngừa thôi à, dưới đây thì là những bệnh nhân họ liên quan cũng tập trung vào cái vấn đề là rung nhĩ rung nhĩ và kháng là thường thường tim mạch thì họ nghiêng về cái cánh về tim mạch nhiều hơn là họ nói đến các nguy cơ của tiêu hóa cái này là khá là mới. Đây là một cái khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa của Hàn Quốc vào năm 2020. Họ làm khá là mới so với cái ACG năm 2029. Nếu chúng ta nhắm chúng ta sử dụng PP kéo dài. Thế nào là kéo dài à? NSAID thế nào gọi là kéo dài? NSAID dưới 2 tuần. Trên 2 tuần là có vấn đề và người ta nhận thấy rằng trên 2 tuần thậm chí từ 4 tuần trở lên là bắt đầu có lét. Và NSAID không chỉ biểu hiện ở đường tiêu hóa trên biểu hiện đường tiêu hóa dưới rất rất là nhiều luôn nhưng là cái biểu hiện lâm sàng của đường tiêu hóa dưới nó không có rầm rộ như tiêu hóa trên ha nhưng mà nếu mình soi mình sẽ thấy có những cái vết loét và rất là nhiều sang thương chúng ta đầu tiên hết là chúng ta phải test và điều trị espylori cái đầu tiên hết Dưới dụng aspirin hoay là NSAID cái đầu tiên hết cho tất cả khuyến cáo sau khi chúng ta diệt espylori thành công rồi chúng ta đánh giá nguy cơ loét và chảy máu dựa vào các yếu tố nguy cơ vừa nói liên quan đến tuổi liên quan đến tiền căng liên quan đến các thuốc sử dụng cùng lúc vân vân ha nếu có chúng ta phân ra hai tầng nếu có nguy cơ tim mạch nguy cơ tim mạch có nguy cơ tim mạch bác sĩ tim mạch biết rồi đó bệnh nhân này có nguy cơ tim mạch thường là là những cái người mà phải phòng ngừa thứ phát nguyên phát thường thường là thứ phát thì chúng ta chọn lọc NSAID nếu chúng ta sử dụng NSAID không chọn lọc Tương là sử dụng naproxen hoặc là aspirin thì chúng ta nên kết hợp với PPI. Còn nếu không có nguy cơ tim mạch gì hết thì chúng ta nên chọn ức chế cốc 2, nên chọn ức chế cốc 2. Có thể là nếu nguy cơ tiêu hóa nó ít thôi thì chúng ta đôi khi không cần phải phối hợp với PPI, nhưng nếu có nguy cơ tiêu hóa thì chúng ta cốc 2 cũng phải phối hợp với PPI. Còn nếu bệnh nhân này yếu tố nguy cơ tim mạch mà có nhưng yếu tố yếu tố của đường tiêu hóa của lét là không thì chúng ta chọn NSAID không chọn lọc. Nhưng nếu tim mạch là không nhưng mà tiêu hóa là có thì chúng ta sẽ chọn loại uh, này và chúng ta có yếu tố nguy cơ tim mạch là chúng ta không được xài ức chế cốc 2. Cứ có yếu tố nguy cơ tim mạch chỉ còn NSAID không chọn lọc thôi nhưng có yếu tố nguy cơ tiêu hóa thì phối hợp PPI không có thì không phối hợp. Đây là một cái cái giúp chúng ta luôn luôn phân tầng nguy cơ loét rồi đến nguy cơ tim mạch có hay không để chúng ta chọn lựa là có phối hợp và chọn lựa ức chế cốc 2 hay là không cần ức chế cốc 2 chúng ta chỉ cần nhớ nếu nguy cơ tim mạch cao là chúng ta không dùng cốc 2 được nếu phải xài là xài không chọn lọc và phải phối hợp với PPI còn nếu nguy cơ tiêu hóa cao thì phải phối hợp với PPI rồi nếu không có nguy cơ tim mạch thì chọn cốc 2 có nguy cơ tim mạch thì chọn NSAID nhưng mà hai thằng đều cao hết là thôi khỏi xài luôn hai thằng đều cao hết là không sử dụng được NSAID chọn loại khác chúng ta qua cái nguy cơ Chúng ta rất là lo cái nguy cơ và chúng ta không biết cái chứng cứ tới bây giờ thì cái nguy cơ nó như thế nào. Thì chúng ta thấy khi sử dụng PPI kéo dài, hầu hết các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều bị ảnh hưởng hết. Từ hô hấp, cái COVID vừa rồi, người ta thấy rằng là tăng cái nhiễm trùng lên, tăng cái nhiễm trùng ngoài cộng đồng, ngay cả trong bệnh viện, đến thận. Thận không chỉ có thận, không phải là bệnh thận mãn đâu, mà viêm ống thận mô kẻ, tổn thương thận cấp đến gan, nguy cơ ung thư gan, cái này khá là lạ đúng không ạ? Đánh dấu hỏi. Nguy cơ về xương, gãy xương, bệnh cơ nguy cơ về hệ thần kinh trung ương nhức đầu xa suốt trí tuệ nói rất nhiều luôn bệnh não gan trên bệnh nhân sơ gan nguy cơ về tim mạch stroke nhồi máu nguy cơ tiêu hóa buồn nôn ói mửa đau bụng tiêu chảy nguy cơ về nhiễm trùng liên quan đến cdip liên quan đến salmonella non liên quan đến campylobacter liên quan đến viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát trên bệnh nhân sơ gan liên quan đến máu thiếu b12 thiếu sắt thiếu magie thiếu canxi vậy cho tới hiện nay chứng cứ nó như thế nào đây là trong cái tạp chí năm 2023 Thì họ thấy họ đưa ra một cái số giả thuyết Một cái số cơ chế tại sao nó đưa ra như vậy Đối với não họ nói rằng là tăng cái số lượng beta amyloid Thông qua sự giảm những cái enzyme do những cái vi khuẩn nó tạo ra Vì khi chúng ta sử dụng BPI chúng ta sẽ diệt một loạt vi khuẩn của đường ruột Do thiếu những cái chất dinh dưỡng dẫn đến bất thường chức năng của não Liên quan đến tim không phải chỉ là một cái mối tương quan một cái sự tương tác giữa PPI và Clopidogrel thông qua hệ thống ship 2 c 19 mà nó còn liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng, thiếu cái nitric oxit liên quan đến thay đổi cái ship 2 c 19 mình không nói rồi và liên quan đến sự tăng chromogranin A tức là nhiều cơ chế lắm còn liên quan đến vấn đề dạ dày là do chúng ta kềm hóa nó chúng ta ức chế toan, chúng ta kềm hóa nó và nó làm tăng cái cái cơ hội cho những cái vi khuẩn nó xuyên qua cái đường tiêu hóa và nó xuống đến ruột, nó tăng sinh lên và một cái rất là quan trọng đó là nó gây loạn khuẩn ruột. Đương nhiên rồi chúng ta gây loạn khuẩn ruột, chúng ta ảnh hưởng đến vấn đề PPI, ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu các vitamin và các khoáng chất, những chất dinh dưỡng do đó nó gây ra những cái biến chứng. Và cũng năm 2023 họ cũng đưa ra thêm một số cái cơ chế khác mà để giải thích cho những cái tác dụng phụ liên quan đến sử dụng PPI, liên quan đến vấn đề thận, tại sao nó gây ra bệnh ống thận mô kẻ liên quan đến vấn đề tim liên quan đến gãy xương liên quan đến nhiễm trùng liên quan đến vấn đề ung thư dạ dày cái này tôi chưa đề cập tôi đề cập đến vì chúng ta biết ung thư dạ dày chỉ xảy ra trên vô toàn ung thư dạ dày nó không xảy ra trên người tăng tiết axit do chúng ta càng dập ppi càng nhiều trên cái người có nguy cơ ung thư là chúng ta càng đẩy bệnh nhân tới cái chuyển sản và loạn sản nó chỉ xảy ra trên bệnh nhân vô toan hoặc giảm tiết axit mà thôi Do đó người ta đặt ra vấn đề khi chúng ta ức chế tiết axit như vậy á, thì liệu nó kích thích tiết tế bào Riesel tăng phóng thích gastrin và dẫn đến sự tăng tiết gastrin và nó làm có thể đưa đến vấn đề ung thư. Bên cạnh dạ dày không chỉ ung thư dạ dày nó còn đặt vấn đề ung thư tụy, ung thư đại tràng, ung thư gan, bệnh não gan và sa sút trí tuệ. Đó là tất cả những cái gọi là pathogenesis cố gắng giải thích cho những cái cơ chế liên quan đến vấn đề nguy cơ của sử dụng PPI kéo dài. Đây là những cái bài báo khá là mới vào năm 2023 liên quan đến vấn đề sử dụng PPI. Tại sao nó gây ra à, loãng xương? Vì nó giải thích cái cơ chế của nó là do nó cường tuyến cận giáp, cường tuyến nhận giáp. Tuy nhiên, sau khi họ làm cái nghiên cứu câu học theo dõi một cái số lượng bệnh nhân rất là đông thì họ thấy rằng có vẻ như là cái kết quả này cho thấy rằng là vấn đề mà chúng ta phải theo dõi vấn đề sử dụng PPI chỉ tập trung ở những người lớn tuổi mà có nguy cơ thôi chứ còn mối liên, liên quan giữa PPI và loãng xương này có vẻ là ở cái người vẫn chưa có rõ ràng mà thường là người ta thấy chủ yếu là do trên những cái người mà sử dụng canxi liều thấp thôi chứ không phải là do cái PPI một cái nữa vào năm 2023 trên cái tạp chí microbiology khá là nổi tiếng của BMC thì họ thấy rằng là cái PPI này nó ảnh hưởng đến cái vi khuẩn chí đường ruột nó như thế nào và cái vi khuẩn chí đường ruột này á, nó sẽ giải thích cho tất cả những cái cơ chế mà liên quan đến tác dụng phụ chúng ta thấy đây là cái sử dụng ppi và đây là cái nhóm chứng thì chúng ta thấy cái hệ vi khuẩn chí nó thay đổi chúng ta thấy cái trục dưới nè dưới năm khác và trên khác tức là những cái vi khuẩn mà gọi là vi khuẩn có lợi của chúng ta nó sẽ giảm đáng kể khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài trong khi những cái vi khuẩn mà nó gọi là không phải là có lợi trong chúng ta thì nó lại càng nhiều hơn do đó họ thấy là có nhưng thực sự trên 23 chủng vi khuẩn thì thực sự nó như thế nào đây là một cái meta analysis liên quan đến tim mạch là các anh chị quan tâm này, cái bài của thầy của tiến sĩ Trần Hòa vào năm 2022 trên một cái tạp chí khá là nổi tiếng trên một cái số lượng là họ tổng cộng hết là từ bắp mép cho đến ambes cho đến cot range và trên gần 1.700 người cái record á, thì họ đưa ra cuối cùng làm còn 6 ACT vân vân theo đúng tiêu chí thì chúng ta thấy đối với phòng ngừa nguyên phát đối với cái primary analysis á, mà MACE tức là yếu có biến cố tim mạch chính ha, hoặc là những cái tái um, revascularization gọi là tái gì à, tái thông tái thông rồi cái bệnh lý tử vong liên quan đến tim mạch hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân thì chúng ta thấy là cái OR của nó khoảng một chấm mấy một chấm mấy nhưng nó không có ý nghĩa thống kê gì hết chỉ có một cái thằng này nè tái thông thì nó có ảnh hưởng và khi mà chúng ta sử dụng thêm clopidogrel nữa thì chúng ta thấy rằng có vẻ như rằng là cái chỉ có một cái này là có ý nghĩa thống kê hai cái này có ý nghĩa thống kê là liên quan đến tử vong liên quan đến à, tái thông và tử vong liên quan đến tim mạch nhưng họ kết luận rằng sử dụng PPI lâu dài không liên quan đến tăng nguy cơ các biến cố tim mạch bất lợi Tuy nhiên cái kết quả nó không nhất quán khi phối hợp PPI và clopidogrel cần xem xét thận trọng do tính không đồng nhất số lượng nghiên cứu đưa vào còn hạn chế và thiếu điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn cho đến giờ họ vẫn chưa rõ họ vẫn chưa rõ ha và để hiểu hơn về nguy cơ và thuận lợi khi sử dụng PPI kéo dài thì tên một cái tạp chí chuyên về dược vào năm 2023 thì họ nói rằng là cho đến thời điểm này, PPI vẫn được ACR khuyến cáo là phương pháp đầu tay để điều trị gợt và giai đoạn cấp sau xuất hiện đường tiêu hóa do loét. Và cho đến thời điểm này, họ các dữ liệu mình có được vẫn chưa có chất lượng, cần có những chất lượng dữ liệu cao hơn để hiểu rõ nguy cơ liên quan đến PPI. Các bác sĩ có thể thận trọng hơn khi sử dụng PPI, tuy nhiên hiện các dữ liệu không chứng minh được sự cần thiết phải áp dụng rộng rãi chiến lược giảm thang, giảm thang PPI chỉ vì chúng ta lo ngại về chỉ định của PPI kéo dài chứ chúng ta có quyền giảm thang nếu đáp ứng của cái bệnh đó vì mục tiêu khác thì chúng ta giảm thang nhưng vì mục tiêu là lo sợ biến chứng của PPI thì chúng ta không cần thiết quan tâm cho tới thời điểm này ở người lớn tuổi vào năm 2023 trên cái tạp chí chuyên về thần kinh neurology làm ở người lớn tuổi về đánh giá cái sa sút trí tuệ vào năm 2023 thì cho thấy rằng là các nghiên cứu kết quả rất là trái ngược nhau chất lượng tổng thể thì không có cao cho nên cái chứng cứ chắc chắn cho thấy ppi liên quan đến tình trạng suy giảm miễn dịch và nguy cơ rủi ro đối với người lớn tuổi á, thì cũng không có rõ và họ thấy rằng đối với gợt á, thì nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống khá là nhiều và có thể có những cái biến chứng nghiêm trọng do đó họ vẫn kết luận rằng tốt nhất là chúng ta kê đơn một cách thận trọng ưu tiên thay đổi lối sống chế độ ăn uống và chia sẻ quyết định đối với bệnh nhân có nghĩa là tới thời điểm này luôn Người lớn tuổi xa suốt trí tuệ họ vẫn chưa có một cái chứng cứ rõ ràng về vấn đề liên quan đến PPI. Liên quan đến vấn đề ung thư dạ dày, vào cái BMG, một tạp chí khá là nổi tiếng ha, trên tạp chí gợt của BMG. Thì năm 2022, họ làm trên PPI và ức chế thủ thể H2 trên một cái số lượng trên gần 100.000 người ha. À, đây ba 000 người sử dụng PPI và 198 ngàn người sử dụng cái tự thể H2 và họ theo dõi cái biến cố ung thư dạ dày sau một thời gian trung bình khoảng 5 năm thì họ thấy rằng có vẻ như là thuốc ức chế bơm proton nó làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày hơn so với ức chế thụ thể H2 là 45%. Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà họ xem lại á, họ xem lại cái thời gian sử dụng này, họ xem lại các các phân tích và các thang điểm thì họ lại thấy rằng là cái PPI này nó liên quan đến vấn đề nguy cơ ung thư dạ dày so với thủ thể H2 á thì có vẻ nó có đó nhưng mà cái giá trị tuyệt đối của nó vẫn thấp có nghĩa là khoảng một phẩy mấy thôi và một cái nghiên cứu khác vào năm 2023 về vấn đề ung thư thì họ làm trên khá là nhiều trung tâm nhiều nước từ ý cho đến thổ nhĩ kỳ vân 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 họ làm nhiều lắm cho các đối tượng trong bệnh viện hay ngoài bệnh viện trên một cái số lượng mình thấy gần 6.000 người thì họ kết luận rằng là họ thấy rằng là buồn cười lắm càng sử dụng PPI kéo dài thì cái nguy cơ ung thư nó càng giảm dần giảm dần giảm dần nó thường nó tập trung trong 6 tháng đầu thôi cuối cùng họ thấy rằng cái mối liên quan giữa PPI và ung thư dạ dày có thể là mối quan hệ nhân quả ngược lại không phải PPI gây ra ung thư mà cái thằng ung thư nó sử dụng PPI nhiều hơn chứ không phải thằng PPI gây ung thư và kết quả này cho thấy rằng PPI vẫn là một lựa chọn điều trị an toàn và không có ảnh hưởng gì đến vấn đề xuất hiện ung thư dạ dày một cái nguy cơ nữa Họ đưa ra vào năm 2023, các anh chị sẽ thấy rằng trên bệnh nhân IBD, IBD là bệnh nhân bệnh viêm ruột á thì họ sợ cái vấn đề mà rối loạn khuẩn ruột thì nó có ảnh hưởng và họ tổng hợp rất là nhiều cái, họ giải thích từ các hiệp hội tùm lum về vấn đề sử dụng PPI kéo dài thì họ thấy rằng là kết luận rằng là trên IBD á thì có vẻ như nó tăng, nó tăng nguy cơ các cái outcome, tức là những cái biến cố kết cục. Do đó trên những cái đối tượng này thì mình cẩn thận hơn chút xíu trên IBD và cho đến năm 2022 của ACG đưa ra đưa ra cái khuyến cáo về gợt họ tổng hợp hết tất cả các nghiên cứu trên thế giới có chất lượng thường là ACT hết và họ chỉ rút ra được một cái nguy cơ sử dụng PPI kéo dài thôi đó là vấn đề nhiễm trùng đường tiêu hóa bao gồm cả CDIP hoặc ngoài CDIP với nguy cơ là 1,33 tức là tăng lên nguy cơ là 33% hay 1,33 lần còn tất cả các biến cố khác không có ý nghĩa tới thời điểm này chỉ còn một cái này thôi thời điểm cho đến 2023. Và hỏi chính vì vậy họ khuyên là gì? Mình mình không phải theo dõi gì hết, mình không phải theo dõi B12, mình không phải theo dõi chức năng thận, à, nước tiểu mình không phải theo dõi cái suy thận, mình không phải theo dõi mật độ xương gì hết. À, trừ trên bệnh nhân suy thận thì cẩn thận phải theo dõi thôi. Chúng ta không phải theo dõi, chúng ta không phải phòng ngừa bổ sung magie, bổ sung canxi, si, bổ sung B12 gì hết ha. Và đây, một cái lợi một cái khi liên quan chúng ta sử dụng thường thường PPI đâu có sử dụng một mình nó hay phối hợp nhiều thứ lắm và một trong những cái thuốc phối hợp là những cái thuốc mà nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề tương tác thì đây là cái tạp chí của American liên quan đấy thì nó năm hai không à, khá là lâu thì họ thấy rằng là trong những cái ức chế bơm proton thì cái ức chế là pantoprazone có vẻ như là nông nông unknown tức là nó không có tương tác khá là nhiều tuy nhiên nó chỉ có ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu của diroxin và nifenibin bên cạnh đó chúng ta thấy có những cái một số thuốc khác nữa À, cũng có thể là không ảnh hưởng nhiều như rabeprazone chẳng hạn ha chúng ta qua phần cuối cùng là vật tường thảm giảm bậc giảm bậc đi prescribing của PPI cái này của AGA tức là hiệp hội tiêu hóa Hoa Kỳ vào năm 2022 đăng trên một cái tạp chí nổi tiếng nhất về mạng tiêu hóa là gastroenterology ha thì người ta đưa ra một cái chỉ định khi nào xài trên 8 tuần khi nào xài lâu dài được xác định trên 8 tuần là gợt CD là chít hẹp thực quản là Zollinger Ellison là viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan bảo vệ trên bệnh nhân sử dụng NSAID bao gồm cả aspirin và phòng ngừa sơ phổi tự phát toàn chỉ định mà phải có điều kiện mới sử dụng dài được chúng ta sẽ coi ha những trường hợp cũng là gợt tái phát sau khi chúng ta ngưng PPI khó tiêu chức năng tái phát là chúng ta ngưng khi ngưng PPI chúng ta phải sử dụng kéo dài hoặc là những trường hợp trào ngược thanh quản họng mà ngưng thì phải sử dụng ngưng thì nó lại tái phát là chúng ta phải sử dụng hoặc là tiêu chảy mỡ kháng trị trên bệnh nhân suy tụy ha. À, hoặc là phòng ngừa thứ phát đối với sử dụng thuốc à, không lét mà không phải sử dụng thuốc kháng kết tập kiểu khoa cùng lúc thì chúng ta phải có điều kiện và những chỉ định không được sử dụng kéo dài đó là những trường hợp khó tiêu mà đã um, dưới giờ gợt mà không có không có phải bị gây không có bị mà gợt LA tức là không có bị mà viêm xước gì hết á, bị loét gì hết chúng ta sử dụng một đợt chúng ta duy trì thôi hoặc NSAID chúng ta sử dụng steroid trong trường hợp không có aspirin không có non steroid steroid nhưng mà không có nguy cơ về tiêu hóa chẳng hạn và chỉ định về thời gian cấp thì thường thử dưới tao tuần hoặc là những cái người ta đều có những cái xác định gọi là definitely tức là xác định hoặc là có điều kiện hoặc là không có xác định thì chúng ta sẽ xem cái guideline này và chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái là kết thúc. Đầu tiên là khuyến cáo thứ nhất, tất cả bệnh nhân sử dụng PPI nên được nói review hàng ngày, review thường xuyên về cái chỉ định hiện nay nó còn hay không, nó còn ở mức chỉ định nào à, để chúng ta có thể là chúng ta xem xét cái cái đáp ứng cái, cái đáp ứng của bệnh nhân, tức là mỗi lần chúng ta tái khám chúng ta xem cái chỉ định của PPI nó còn ở mức nào là definite tức là chắc chắn hay là cần điều kiện hay là hết chỉ định rồi và những bệnh nhân nào chúng ta thấy không có cái chỉ định bắt buộc thì chúng ta nên bắt đầu dash with ribin tức là hai liều thì xuống một lần một lần thì có thể ngưng và tất cả bệnh nhân chỉ định sử dụng mãn tính hai lần nên xem xét à, giảm thang là một lần một ngày ở bệnh nhân có trào ngược có biến chứng có tiền sử về viêm thực quản trào ngược lét chít hẹp à, nên nói chung là nên xem xét nên không nên xem xét ngưng tức là những trường hợp mà chúng ta nói vừa rồi á có biến chứng thì không nên xem xét ngưng bệnh nhân Barrett viêm à, dạ dày viêm thực quản Do tăng bạch cầu ái toan sơ phổi tự phát thì cũng nên xem xét à, không nên xem xét xuống thang tức là những trường hợp chúng ta vẫn có thể sử dụng PPI nên được đánh giá nên được đánh giá sử dụng trên nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên dựa vào cái chiến lược và trước khi chúng ta giảm bậc trước khi giảm bậc cũng nên đánh giá bệnh nhân có nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa cả dạ dày và ruột luôn thì không không nên xem xét giảm bậc. Chúng ta không sử dụng PPI kéo dài à, ở những cái bệnh nhân ở những bệnh nhân mà có chỉ có những cái triệu chứng đường tiêu hóa trên thoáng qua thôi à, là do sự tăng tiết axit thì chúng ta không nên sử dụng kéo dài xuống bậc hoặc là chúng ta giảm liều xuống hoặc chúng ta à, ngưng đột ngột cũng có thể xem xét và cuối cùng cái cuối cùng đó là cái vấn đề là quyết định ngưng nó không dựa vào cái quan trọng là quyết định ngưng ppi hiện nay nó không dựa vào cái vấn đề uh, là cái tác dụng phụ của ppi mà nó dựa vào hiện nay bệnh nhân còn chỉ định hay không có nghĩa là chúng ta quyết định ngưng không phải là vì biến chứng của nó mà chúng ta quyết định ngưng là vì bây giờ bệnh nhân hết chỉ định rồi bệnh nhân không còn chỉ định nữa có nghĩa cho tới thời điểm này người ta thấy rằng là cái tác dụng phụ của ppi là không có đáng kể và cái lợi ích của nó khá là tốt. Tóm lại, lợi ích sử dụng PPI kéo dài với gợt Barrett và giữ phòng LED biến chứng của LED do NSAID và có chứng cứ rất là rõ ràng. Vấn đề sử dụng PPI kéo dài có nhiều nguy cơ, tuy nhiên đa số các chứng cứ cho đến thời điểm này có chất lượng thấp và PPI vẫn là hiệu quả và an toàn. Chúng ta tránh sử dụng kéo dài khi không có chỉ định, hoặc nếu có chỉ định thì nên dùng liều thấp nhất, có hiệu quả. Và quyết định ngừng PPI chỉ dựa vào bệnh nhân thiếu chỉ định hoặc không còn chỉ định nữa chứ không lo ngại